Thưa quý vị, và Cẩm Trí cũng tin rằng là chắc hẳn là tất cả chúng ta đều cảm thấy rằng là một cái cuộc sống học tập ở Úc có rất nhiều điểm khác biệt so với cái đời sống học tập ở Việt Nam của chúng ta. Vậy thì sinh viên khi đi học tại Úc họ sẽ sinh hoạt như thế nào, cuộc sống ở bên đó ra sao? Thì có lẽ là Cẩm Trí muốn mời anh Huỳnh Giáo Ngọc Khôi là tư vấn du học của công ty Tân Đại Dương, anh sẽ nói rõ hơn về vấn đề này. Xin mời anh. Thì Úc là một đất nước thân thiện, người dân thì rất là nhiệt tình. Và một cái đặc điểm nữa của Úc là đây là đất nước đa văn hóa, do đó là tất cả mọi người đều được bình đẳng với nhau. Du học sinh Việt Nam rất là dễ dàng khi mà muốn hòa nhập lại với cái đời sống ở đây. Du học sinh sẽ dễ dàng tìm thấy những người bạn của mình ở một đất nước mới này. Không biết thì cái việc làm thêm ở bên Úc á, liệu rằng là các trường có cho phép sinh viên của chúng ta làm thêm ngoài giờ học hay không? Và nếu có cho phép thì liệu rằng là sinh viên của chúng ta có thể liên lạc với những cái cơ quan, những tổ chức nào để mà giúp đỡ họ thực hiện những cái việc này? Có rất nhiều cách để các bạn có thể tìm việc làm ở Úc. Thứ nhất là các bạn có thể tìm qua các trang web. Cái cách thứ hai, các bạn có thể tìm việc là thông qua những cái trung tâm tư vấn việc làm của cơ sở giáo dục hoặc là những trung tâm sinh viên. Và thông thường thì những cái cơ sở kinh doanh cũng có thể đăng những cái thông tin tuyển người về làm việc ở tại bản tin của trường hoặc là tại cái nơi mà họ cần người làm việc. Một cái cách thứ ba nữa là thông qua cái kênh truyền miệng, nghĩa là bạn có thể nói cho những cái người quen của mình cũng như là bạn bè thân thiết. Những cái công việc này thiệt ra chỉ là chuyện phụ, du học sinh phải luôn nhớ cái việc học của mình là việc chính yếu, do đó cần phải sắp xếp cái công việc làm của mình sao cho phù hợp với cái chương trình học.